kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với kênh Tâm Phúc TV Tiểu Sử của Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin chân dung và tiểu sử của diễn viên Dương SVM hay được mọi người gọi với nickname Hồng Xiêm nhé. Dương SVM tên đầy đủ là Chuyên Hồng Dương Cô, sinh ngày 8 tháng 7 năm 1996, 27 tuổi tính đến năm 2023. Chuyên Dương sinh ra tại thành phố Hà Nội, nước Việt Nam. Cô sinh thuộc cung cự giải, cầm tinh con giáp chuột Bính Tý 1996. Dương SVM xếp hạng nổi tiếng thứ 1094 trên thế giới và thứ 96 trong danh sách diễn viên nổi tiếng. Tổng dân số của Việt Nam năm 2023 vào khoảng 102 triệu người. Là một diễn viên của nhóm SVM TV, cô là chủ nhân của kênh YouTube Dương SVM Hồng Xiêm với gần 70.000 lượt theo dõi. Cô nàng là chủ nhân của kênh TikTok với hơn 450.000 lượt theo dõi. Trong khi fanpage của cô cũng thu hút gần 450.000 lượt theo dõi. Hồng Xiêm tốt nghiệp ngành tài chính, ngân hàng. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô đã ứng tuyển và trúng tuyển ngay vào vị trí giao dịch viên của một ngân hàng có tiếng tăm. Đối với những cô gái khi quyết định theo ngành tài chính, ngân hàng thì đây được xem là một vị trí tốt, một công việc ổn định. Nhưng sau một thời gian làm việc, được trải nghiệm đủ mọi cung bậc cảm xúc của vị trí giao dịch viên khi tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, cô nàng nhận ra rằng dù có cố gắng đến mấy thì cô vẫn cảm thấy không phù hợp với công việc này và đã xin nghỉ việc. Sau đó, cô dành thời gian để suy nghĩ và định hình xem công việc mà mình yêu thích là gì. Và cái duyên đến với nghề diễn đã đưa đẩy cô đến một buổi casting khi cô đi cùng để cổ vũ tinh thần cho một người bạn. Cô được đạo diễn gợi ý diễn để hỗ trợ bạn. Một thời gian sau, ekip đã gọi điện cho Hồng Xiêm và thông báo rằng dù cô không tham gia casting nhưng cô đã gây ấn tượng mạnh và có đủ điều kiện để trúng tuyển vai diễn. Khi đó, cô nàng đã nhảy cẫng lên vì sung sướng. Được biết, Hồng Xiêm quyết định học ngành tài chính, ngân hàng là theo nguyện vọng của cha mẹ. Vậy nên khi cô quyết định sẽ hướng sang diễn xuất đã khiến bố mẹ cô cảm thấy bàng hoàng, choáng váng đến lo sợ. Thế nhưng, sau một thời gian thấy con gái đi diễn về với tâm trạng vui vẻ, hoạt bát, về nhà còn tâm sự việc ở trường quay nên bố mẹ cô mới dần mở lòng và chấp nhận. Thậm chí, sau này bố mẹ cô còn là khán giả nhiệt tình xem phim cô đóng. Được làm công việc mà mình yêu thích lại được gia đình ủng hộ và khích lệ, cô nàng Hồng Xiêm cảm thấy hạnh phúc và đầy quyết tâm chinh phục con đường nghệ thuật. Tuy vậy, cũng có đôi lúc cô bị so sánh với những bạn diễn khác hay bị chê về ngoại hình. Khi nhận thức được những yếu điểm của bản thân, cô đã tiếp thu và cải thiện bằng cách điều chỉnh chế độ ăn, kết hợp tập luyện và dần dần hoàn thiện kỹ năng diễn xuất. Hiện tại, cô nàng Hồng Xiêm là một trong những yếu tố hút fan của SVM TV. Trên các mạng xã hội, cô đều thu hút hàng chục cho đến hàng trăm ngàn lượt theo dõi. Theo đuổi đam mê, được và mất. Hiện tại, mình thấy được và mất đối với mình đang khá cân bằng. Dương phải làm việc với cường độ dày hơn, có những lần cô nàng theo đoàn đi công tác cả tháng nên không còn nhiều thời gian cho gia đình, nhiều dịp đại gia đình họp mặt không thiếu ai, chỉ thiếu mỗi mình. Bù lại, Dương tìm thấy đam mê, được theo đuổi sở thích và làm việc với các bạn diễn khác để học hỏi. Đây cũng là bước khởi đầu cho sự nghiệp nghệ thuật của cô nàng sau này. Đó sẽ là một con đường dài hơi, nhiều khó khăn và thử thách nhưng Chuyên Dương đã ở trong trạng thái hoàn toàn sẵn sàng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý đón xem. Nếu thấy hay hãy like video và đừng quên nhấn đăng ký kênh Tâm Phúc TV để được cập nhật liên tục những video mới nhất về tiểu sử người thành công và nổi tiếng khác nhé.